Trong này vui không? Trong này vui không? Trong này vui không? À thế ok. Đồng chí chỉ huy nói bơi cự ly bơi từ 12 km tới 15 km đúng không ạ? 12 km tới 15 km. 12 km tới 15 km đúng không ạ? Đúng không ạ? Nói chung là về bơi lội thì cũng ổn lắm. Đã cố gắng hết sức ạ, được trải nghiệm bơi một lần thử được 12 km. Gió nhẹ đêm rất hiền, trong tiếng nhạc anh khẽ bật những rung động trong tim này rất thật. Đồng chí đang làm gì vậy? Đi lên cầu sống thôi chứ không gì vẫn đứng. Hai tay biết chân sau làm sao. Dạ báo cáo đồng chí, tôi tên là Mạc Văn Khoa, nghề nghiệp diễn viên trẻ, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay rất là vinh dự được tham gia chương trình ạ. Dạ báo cáo đồng chí hết ạ. Đồng chí bỏ tay xuôi xuống, bỏ tay xuôi xuống. Đồng chí của anh đâu ạ? Lên vị trí, đeo giày. Đội ở đây. Gió. Đội nhanh. Thả lỏng hơi tí. Điều hòa oxy. Hít hơi sâu à? Hít sâu à? Thở ra mồm từ từ. Thở ra từ từ thôi. Tim thì nó ép. Mũi thì bắt đầu cổ họng nó khô. Và quan trọng nhất là cái chân nó, lúc ấy cái chân nó không còn sức để mình bước nữa. Trong cuộc đời tới bây giờ chưa bao giờ mà nó... Tôi thấy nó mệt như thế này. Đồng chí cắt tóc lâu chưa? Đồng chí ủi chúi tóc của đồng chí qua nhé. A few moments later. Chị bé là chưa cắt kiểu này bao giờ á. Ôi giời ơi. Nhìn rất là mộng mơ với phong cách Hàn Quốc. Xin chào các đồng chí. Xin chào các đồng chí. Tôi tên... Ôi, chị quên tên chị luôn. Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi. Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi. Xin lỗi đồng chí. Các đồng chí nghiêm túc, không cười đùa. Xin lỗi đồng chí, tôi có thể bước lên một bước để không nhìn mặt hai bạn bên đây được không ạ? Không được, đồng chí đứng nguyên vị trí. Đồng chí đứng bên cạnh nghiêm túc. Đồng chí đứng giữa. Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi, sinh ngày 21 tháng 5 1991 ở nhà bè. Ở nhà bè. Làm diễn viên. Xin hết. Đồng chí giới thiệu vẫn chưa được. Chỉ giới thiệu lại một đàn này nữa thật chuẩn. Xin chào các đồng chí. Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi, sinh ngày 21 tháng 5 1991. Nghề nghiệp diễn viên. Báo cáo hết. Được.
cô sợ. Với lại thái thức là thích ạ. Với cả là muốn đi vệ sinh. Thật sự. Đồng chí muốn đi vệ sinh đúng không? Tất cả. Dạ. Thôi tôi cũng. Đồng chí đợi trong ít phút. Đồng chí đợi trong ít phút. Đối với đi vệ sinh ở trong quân đội ấy, là cũng có cái giờ giấc, có cái quy định. Nếu đồng chí đang gác mục tiêu hoặc đang bám nắm một mục tiêu nào đó mà bỏ đi nơi khác thì kẻ địch sẽ rất dễ đột nhập, lợi dụng nước sơ hở ở tây vệ sinh. Công chí phải nhịn. Công chí phải nhịn. Dạ. Rượu thơm. Còn những da tay, xịt thối miệng, kem chống nắng, thuốc côn trùng cắn, thuốc bị chày chét vô nó không, nó cầm máu, chống nắng tâm trong các túi khác. Dạ, máy hát karaoke tối phục vụ các chí khác, chú ý em tốt cho các đồng chí khác. Đây là đồ vệ sinh cá nhân, dưỡng da, làm móng tay móng chân, xịt mũi, dao cạo, sao đó là dao chỉ, dao cạo râu. Thì đồng chí chỉ đem theo để có ai cần thì đưa, chứ đồng chí Nhi không có râu để cạo. Đồng chí Diệu Nhi, đồng chí chú ý, đồng chí đếm xem đồng chí mang theo bao nhiêu món đồ trong cái quá trình đồng chí thực hiện nhiệm vụ như thế này. Dạ, đồng chí cũng không thể đếm nổi. Máy hút bụi bẩn. Dưỡng da. Đi spa ra vậy. Đồng chí kem. Họ chú ý, đồng chí xem là đồng chí Nhi mang theo bao nhiêu món đồ ở đây. Theo tôi quan sát, tôi thấy là trên 100 món ạ. Đồng chí Nhi xem như vậy có bảo đảm mang vác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ động khỏi dân trại và bảo đảm sắp đặt nội vụ vệ sinh trong đơn vị hay không? Dạ, sau khi kiểm tra tôi sẽ chắt lọc lại và tôi sẽ dẹp bớt, chỉ lấy những gì cần thiết cho cơ thể. Rồi. Cái quạt. Còn hai bao tôi chưa mở ạ. Trong hai bao đó có vật chất gì các đồng chí cần sử dụng trong quá trình thực hiện không? Dạ, có áo trong ạ, với quần trong. Tôi... áo trong, quần trong, các đồng chí cho vào cái túi riêng. Đó là gì? Các đồng chí khác tập trung không cười. Dạ, tóc giả ạ. Tại tôi nghĩ có những buổi liên hoan thì tôi có thể góp. Các vật chất đó khi nào cần sử dụng tôi sẽ cấp cho đồng chí sử dụng. Xin giới thiệu. Tôi ở dưới công chí trật tự. Công chí bỏ mũ ra. Công chí bắt đầu giới thiệu. Tôi tên La Tấn Thành, sinh ngày 06/11/1987, nghề nghiệp diễn viên. Được. Công chí tiếp theo. Tôi xin giới thiệu. Tôi Tạ Anh Đức, sinh năm 1987, nghề nghiệp diễn viên. Tôi Trần Quốc Anh, sinh năm 1990, nghề nghiệp diễn viên. Được. Đồng chí tiếp theo. Tôi. Phạm Duy Thuận. Phạm Duy Thuận. Anh được. Nghề nghiệp ca sĩ. Sinh 1989. Được. Đồng chí tiếp theo. Tôi Huy Khánh, nghề nghiệp diễn viên, sinh năm 1981. Được. Kể từ giờ phút này, các đồng chí là chiến sĩ mới của tiểu đoàn Hải quân Ninh Bộ 13. Nên khi báo cáo, các đồng chí phải báo cáo: tôi chiến sĩ Nguyễn Văn Hà, khi gọi em tên mình có, khi nhận lệnh xong. Hồ rõ, đồng chí rõ chưa? Rõ. Rõ. Hồ rõ này, quyết tâm không? Quyết tâm. Thấy ở đây rất xa lạ, rất căng thẳng, không ai
cười hết. Cho nên 10 phút 10 5 tính là một. Ủa quần lót là sao? Được 10 món á. 10 món lấy 10 ngày tôi mặc một cái quần lót. Em lấy tới 12 cái quần lót làm sao mà được. 9 hai gì vậy? Tắm à? Không 7 ngày mà 7 ngày là phải tắm và ra bình thường. Như quân nhân không đồng chí đâm như này thì mất đi